Giờ đây, việc gửi tặng hoa tươi chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Dịch vụ đặt hoa tươi online chỉ với một cú click chuột nay đã có mặt tại tất cả các quận huyện 63 tỉnh thành trên cả nước. Chất lượng hàng đầu, thực hiện nhanh chóng, miễn phí vận chuyển, thanh toán online, nhận đặt hoa theo yêu cầu. Truy cập ngay flowerforyou.com.vn. David Beckham, siêu sao quảng bá cho xe hơi VinFast tại sự kiện Paris Motor Show 2018, đáng giá như thế nào? Trong lễ ra mắt thương hiệu VinFast, ngôi sao siêu hot David Beckham chính là khách mời đặc biệt được công chúng rất mong chờ. Sự xuất hiện của cựu tuyển thủ người Anh này khiến cho màn ra mắt của thương hiệu ô tô Việt đầu tiên càng thêm ấn tượng. Theo nguồn tin được tiết lộ trước giờ G của sự kiện Paris Motor Show 2018, David Beckham chính là ngôi sao hạng A sẽ xuất hiện trong buổi ra mắt xe của VinFast mà công chúng đang ngóng chờ suốt những ngày qua. Trong số những cựu cầu thủ bóng đá hiện nay, David Beckham thật sự là một cái tên đáng nhớ khi vẫn vượt qua nhiều cầu thủ đang thi đấu khác về khả năng kiếm tiền dù đã giải nghệ cách đây 5 năm. Thậm chí dù đã giải nghệ nhưng độ nổi tiếng của Beckham còn tăng so với trước đây. Trong những năm gần đây, Beckham đã xây dựng được một đế chế thương hiệu hoành tráng và xuất hiện trên hầu như mọi sản phẩm. Từ thời trang, thực phẩm, giải trí, truyền hình cho đến những món đồ xa xỉ như đồng hồ, xe hơi. Việc từ bỏ bóng đá khiến cho anh có nhiều thời gian hơn tập trung vào kiếm tiền từ thương hiệu, quảng cáo. Beckham kiếm được bao nhiêu tiền? Theo Company House, Beckham kiếm được khoảng 18,75 triệu bảng Anh, tương đương 24,5 triệu đô la Mỹ, cổ tức trong năm 2017 từ công ty DB Ventures Limited của chính cầu thủ này. Con số của năm 2016 là 18,75 triệu bảng Anh. Bình quân trong 2 năm 16 và 17 vừa qua, Beckham nhận được con số là 29 triệu bảng Anh, tương đương với 40.000 bảng Anh trên ngày tiền cổ tức. Ngoài ra, chàng cựu cầu thủ điển trai này còn kiếm được 12,7 triệu bảng Anh từ việc sử dụng bản quyền hình ảnh của mình trong năm 2016, tương đương với mức thu nhập 35.000 bảng Anh trên ngày. Trong khi đó, chủ tịch Richard Thompson của hãng môi giới MNC Saatchi Merlin ước tính Beckham có thể kiếm tới 100 triệu bảng Anh, tương đương 133 triệu đô la Mỹ mỗi năm từ các hợp đồng quảng cáo thương hiệu. Với việc kiếm tiền nhiều lợi nhuận từ kinh doanh thương hiệu và tự đầu tư như trên, Beckham đã lọt top những cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất, kể cả lương lẫn các hợp đồng quảng cáo hay kinh doanh ngoài hiện tại. Beckham đang quảng cáo cho những nhãn hàng nào? Beckham quảng cáo cho rất nhiều sản phẩm, nhưng chiến dịch quảng cáo của H&M với diễn viên hài Kevin Hart của Anh gần đây đang thu hút được nhiều sự chú ý. Cựu cầu thủ này hiện tại cũng đang đàm phán với hãng đồng hồ Breitling, hãng rượu Head Club. Hiện tại anh đang làm đại diện hình ảnh cho Armani, Gillette và Pepsi. Tất nhiên Beckham luôn là cựu cầu thủ được Adidas nhớ tới khi anh đã đem lại sự nổi tiếng cho dòng giày thể thao Adidas Predator. Trước đây, Beckham đã từng làm đại diện thương hiệu cho hãng xe Jaguar vào năm 2014 trong chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc. Anh nói rằng, tôi luôn bị ấn tượng với thương hiệu Jaguar, từ thiết kế cho đến tiếng máy khởi động, tất cả yếu tố tạo nên sự dung hòa của phong cách Anh. Beckham nói trong ngày ra mắt trở thành đại diện của Jaguar. Beckham hiện tại đang kinh doanh những gì? Trên thực tế, Beckham thành lập khá nhiều công ty để quản lý thương hiệu của bản thân. Hãng Seven Global chuyên chăm lo hình ảnh thương hiệu những sản phẩm mà Beckham dùng hàng ngày, trong khi Phục Quốc Productions lại hướng đến tên tuổi và hình ảnh của bản thân anh. Cả hai công ty này đều nằm dưới sự điều hành của DB Ventures và là hai trong số hàng loạt công ty con chăm lo cho hình ảnh, thương hiệu của Beckham. Năm 2016, DB Ventures công bố lợi nhuận sau thuế đạt 24,9 triệu bảng Anh. Đầu năm 2018 này, Beckham đã thành lập đội bóng Miami MLS Team tại giải nhà nghề Bắc Mỹ. Beckham làm từ thiện. Ngoài kinh doanh, Beckham cũng tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện khắp nơi trên thế giới. Anh là đại sứ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, đồng thời thành lập nên Quỹ Seven chuyên quyên góp tiền cho công việc từ thiện. Về mạng xã hội thì sao? Vốn là người nổi tiếng lại tham gia làm thương hiệu nên Beckham có khá nhiều người theo dõi. Anh hiện có 54 triệu lượt like trên Facebook, đứng sau 4 cầu thủ hiện nay là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar và Dwayne Johnson. Tài khoản Instagram của anh chàng này cũng có 42 triệu người theo dõi, đứng thứ 40 trên thế giới. Vậy chốt lại, Beckham đáng giá bao nhiêu? Con số định giá cho thương hiệu của Beckham biến động khá nhiều do giá trị mà anh đem lại là điều vô hình. Theo ước tính mới nhất, thương hiệu Beckham hiện có giá khoảng 300 triệu bảng Anh, tức 450 triệu đô la Mỹ. Một yếu tố nữa ảnh hưởng đến thương hiệu của Beckham là gia đình anh, khi vợ của Beckham là Victoria cũng là một người nổi tiếng trong làng mẫu và quảng cáo.
Thậm chí những người con của anh cũng đang được nhiều nhãn hàng săn đón khi cậu bé Romeo 12 tuổi được Burberry trả tới 45.000 bảng Anh để thực hiện chiến dịch quảng cáo của mình. Từ AB, Theo Thời Đại, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sao phải tốn cả đống tiền quảng cáo cho Google Ads, Facebook Ads, Email Marketing trong khi bạn chưa phát huy được hết hiệu quả của các kênh marketing không đồng? Truy cập ngay atpsoftware.vn. atpsoftware.vn xây dựng nền tảng marketing online đa kênh với chi phí và rủi ro thấp nhất.